Ok, xin chào thể mọi người trở lại với kênh của mình nhá. Như vậy là ngày hôm nay ta cùng nhau đi thảo luận một chút vấn đề về với một số con tướng ma công trong game kỷ nguyên hải tặc tính đến phiên bản hiện tại nhé. Tính đến thời điểm hiện tại mình quay video này là dạng sáng ngày mùng mùng 2 tháng 5 năm 2021 nhé. Nhưng mà nói chung để trước khi bắt đầu video này thì nói chung những bạn nào đã ủng hộ vẫn đang xem kênh của mình thường xuyên ấy thì đừng quên rằng hãy để like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhé. Và ngoài ra bạn nào ủng hộ nhiều nữa thì donate cho mình thông qua link phần mô tả cũng như tham gia vào các cái nhóm như trang mạng xã hội của mình và nên tham gia từ hai trên mạng xã hội trở lên để phòng trường hợp sự cố ta liên lạc với nhau cho dễ nhé. Thì nói chung tất cả link ở phần mô tả video nhé. Thì nói chung mọi người nên thực hiện điều đó trước khi xem video này để thể hiện là các bạn là sự là, là sự mọi người quan tâm đến kênh của mình và muốn nó phát triển hơn. Còn số bạn nào mà kiểu không có nhu cầu xem lắm thì nói thật một điều là cũng nên chia sẻ thẳng là không thích thì không nên xem. Tại vì thực sự là bây giờ trên YouTube có rất nhiều kênh khác nhau, rất nhiều game khác nhau, rất nhiều chủ đề khác nhau. Bạn thấy cái gì bạn hợp với bạn bạn hãy xem. Chứ mình thấy một số bạn thực sự là cứ bỏ cái chê này nọ nhưng thực sự thấy video quái nào cũng xem âm thầm và cứ lôi ra bới móc đúng nhỉ? Thì mình cũng không hiểu vì sao cả. <laughs> Nên là ra mới bảo một điều là nếu bạn không thích xem thì không cần xem tại vì ra mình không cần một hai cái view của một số bạn không thích xem làm gì. Nó chả giúp ích gì cho mình cả. Thì nói chung mình bảo thẳng một điều đấy, không thích thì đừng có xem. Còn đã đã xem tức là bạn phải thích. Còn trong quá trình xem có thể thảo luận đúng hoặc sai. Nhưng tất nhiên phải nói tiếng nói lên trên kênh của mình chứ không phải là như kiểu là cứ đi ra mạng xã hội đi ra facebook hay ra mạng xã hội nào đó đi chê này chê nọ trong khi trên kênh có dám đối kháng trực tiếp với nhau đâu đúng không nhỉ còn nói chung là cái gì đúng thì sẽ nhận thôi có phải lúc nào các bạn nói đúng thì mình bảo thành sai đâu cái gì mình thấy là bạn sai thì mình bảo bạn sai cái gì mình thấy mình sai mình nhận mình sai có gì đâu đúng nhỉ thì hãy chia sẻ thực sự với nhau trên mạng xã hội youtube và trên đúng cái video mà bạn thấy có vấn đề sai chứ không phải là ở video và thấy video a sai và đến sang video b bạn nói đôi khi mình không biết là video nào đúng nhỉ thực sự là không không hình dung được đây số cái chia sẻ trước khi mọi người xem nhé Thì nên như thế mình làm việc với nhau mới thoải mái được Thế bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu vào nội dung chính của video nhé Thì nói chung ấy đầu tiên vấn đề đầu tiên thấy cãi nhau nhiều là cái meta của game ai bắt trước ai Mình cũng chả hiểu mọi người bắt trước nhau vấn đề gì đâu Nói chung là thấy cái gì hiệu quả thì chơi thôi chứ cần chẳng gì ai bắt trước ai đâu Nói chung về cái meta nếu mọi coi cái meta, nếu bạn coi việc Sabo búp một con ma công khác là một cái meta là một cái meta của game thì như vậy thì cái meta đó là do cái bạn bên uh, công đây là do bạn trinh nữ feta tên ngày phê la tên ngày xưa bạn ấy là acy là người đầu tiên chơi con này tại đơn giản vì ngày xưa các bạn ấy là người đầu tiên lên con sabo từ cái thời rất rất là yếu nhỉ thành ra về sau khi được búp lên một chút thì bạn chơi sabo kết hợp với con robin thì bạn đã là người đầu tiên chơi con ma công là con sabo kích hoạt trong con ma công khác là con robin đây bạn người đầu đầu tiên chơi cái meta kiểu đó nhưng nếu bạn coi sự kết hợp giữa sabo một tướng là 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 một cái meta mới thì mình là người đầu tiên chơi cái meta là là sabo kết hợp với senoku mình khẳng định luôn mình là người đầu tiên đơn giản một điều vì sao tại vì mình là thằng đầu tiên lên con senoku à không có thể mình không phải người đầu tiên lên senoku nhưng mình là người đầu tiên có cả senoku với sabo cùng trong một nick thành ra mình là người đầu tiên thử đó thôi đơn giản như vậy thôi nhỉ nhưng mà quan trọng không có nghĩa là bạn Asiwa chơi Sabo với lại Robin à, tức là quy theo kiểu là Sabo kết hợp kết hợp một con ma công là coi đấy là một cái meta chính là người người ta bắt trước bạn đấy cũng không thể coi mình chơi Sabo Senoku là một meta chính mà người khác bắt trước mình tại đơn giản một điều là ai có trước người ta thử trước thôi đúng không nhỉ người ta thấy hiệu quả người ta chơi theo thôi chả vấn đề gì cả mà có thể đôi khi bạn không làm người ta thấy hiệu quả người ta vẫn sẽ chơi nhưng quan trọng cái thời gian sẽ dài hơn một chút thôi đúng không nhỉ? Bây giờ chả có lý do gì bây giờ người ta thấy là Sabo đi Senoku hiệu quả lại không được phép chơi chỉ vì đơn giản là không muốn bắt trước người khác tại sao nói là bắt trước nhỉ đấy chỉ gọi là mình nên dùng cái từ học hỏi đúng hơn đúng không nhỉ đôi khi người tính thấy người khác chơi hiệu quả nên học hỏi theo đúng không nhỉ và bây giờ nói chung là chỉ đơn giản một điều ta có tướng sớm ta test sớm ta thành thằng đầu tiên chơi thôi chứ còn có nghĩa gì là giả sử bây giờ mình không chơi sabo seroku ấy thì mình tin một ngày nào đó người ta cũng sẽ chơi sabo seroku thôi chẳng qua một điều là vì mình chơi mà mình đánh hiệu quả thì người ta thế ví dụ nha bây giờ mình đánh một bạn bên uh, người ta thấy hiệu quả người ta được quyền chơi theo để phản ngược lại mình đúng không nhỉ hay bây giờ mình thấy người ta chơi sabo robin mạnh mình có thể được quyền chơi sabo serokin để đánh ngược lại người ta nếu như cả hai bạn đánh nhau ấy thì thấy đối thủ mạnh cái gì mình nên học hỏi cái đó chứ không nên dùng cái từ bắt trước bây giờ có phải một, bạn có phải là người tạo ra con seroku đâu mà người ta nói mà người ta bắt trước không nhỉ ai cũng có quyền lên seroku ai có quyền lên sabo thì ai cũng có quyền tạo ra cái meta này không nhỉ đơn giản người ta thấy hợp lý người ta chơi thôi không có nghĩa là người ta bắt trước chẳng qua điều thôi có thể đôi khi lúc đấy bạn chưa nghĩ đến cái meta này và thấy người khác chơi nó hiệu quả thì bạn học hỏi thôi chứ không vấn đề gì đâu đúng không nhỉ người ta cũng phải mất tiền cái thứ để lên mất thời gian mất tiền bạc cái thứ để tích lũy để lên hai con tướng này thì nói chung đừng có nói cái câu bắt trước ở đây mình thấy bắt trước không hợp lý đúng không nhỉ còn nếu bạn nói ai người đầu tiên chơi cái meta sabo kích hoạt con ma công thì đó bạn acy chơi sabo kích hoạt con robin còn ai là người đầu tiên chơi meta sabo kết hợp với seroku thì mình là người đầu tiên đúng không nhỉ nhưng không có nghĩa là như vậy bạn chơi theo là bạn bắt trước không hề bắt trước gì cả chỉ dùng cái từ học hỏi thôi đúng không nhỉ và chỉ may mắn là điều ta lên tướng sớm hơn thì ta thành thằng đầu tiên thôi mà ta thành thành đầu tiên đâu có nghĩa là ta là người mạnh nhất đúng không nhỉ ta vẫn đánh thua rất nhiều người đúng không Tại ra tôi vấn đề đấy đừng có nói vấn đề đừng bao giờ quan tâm là ai ra trước ai thấy cái gì hợp lý cái bắt trước thôi à không không quên nhỉ mình lại nói nhầm rồi bị liệu theo mấy cái bạn kia bạn kia hay nói từ bắt trước quá hay hay nói liệu liệu theo đấy sẽ dùng cái từ học hỏi theo nhé dùng từ học hỏi theo học hỏi nó khác cái bắt trước nhỉ học hỏi ta thấy cái gì đúng cái gì đó thì ta học theo cái gì sai thì không học còn bắt trước ở đây là thấy người ta làm gì làm theo cái đó đúng không nhỉ Thế nên ta dùng từ học hỏi nhé, đừng dùng từ bắt trước Tại vì dùng từ như thế cảm giác nhiều khi rất là phí, rất là thiệt thòi một số các bạn nào có thể không may chơi sau Ví dụ một bạn đầu tư rất là nhiều và người ta chơi rất là hay Nhưng vì người ta chơi server sau người ta lên tướng chậm hơn Chẳng lẽ bây giờ người ta lên tướng gì là bắt trước thằng S1 đúng không nhỉ? Chả liên quan gì bắt trước cả, người ta thấy hợp lý người ta lên thôi Nên đừng bao giờ dùng từ bắt trước nhé, dùng từ học hỏi thôi thì đó là vấn đề đầu tiên mình muốn chia sẻ trong video này vấn đề những kiểu ai bắt trước ai đúng không nhỉ thì đấy mình thấy cái đấy rất là vô lý chả có gì phải đi cãi nhau cả cái gì hợp lý thì lên thôi không cần bắt trước nhau cái gì không thể nói cái từ bắt trước nhau làm gì cả cứ dùng từ học hỏi thôi thậm chí mà không dùng từ học hỏi được người ta bảo đáp của người ta nghĩ ra đúng không nhỉ? bây giờ người ta đọc kỹ năng người ta thấy hợp lý người ta nghĩ ra thì người ta gọi là gọi là của người ta nghĩ ra thôi đâu phải cứ vì mình quay youtube cái đội hình này cứ bảo người ta bắt trước mình đúng không nhỉ cũng không phải bảo là kiểu mình quay rồi bảo mình mình không không cần học hỏi đúng không nhỉ tại vì thực ra nhiều nhiều khi bạn xem thật thì bạn cứ bảo bạn học hỏi thật thôi và nhiều khi bạn không xem mà chơi thì bạn cứ tự hào bạn tự nghĩ ra meta nữa chả vấn đề gì cả đúng không nhỉ tại mình quan tâm việc học mình hay không đâu mình chỉ chia sẻ những gì mình biết thôi đúng không nhỉ Còn vấn đề thứ hai ở đây nó ở cái vấn đề về tướng mạnh tướng yếu thì thực sự mình cũng không hiểu một số bạn nghĩ cái gì số này đi chê tướng thôi. Bây giờ bạn hiểu hôm nay bây giờ có con giá rẻ mạnh mạnh một tí thì bạn cũng chê. Mà cái con mà nó mạnh quá nó đắt quá thì nó bạn cũng kêu. Bây giờ nói chung là sao cho vừa vừa được nhỉ? Nếu bạn để ý một chút khi bạn chơi kiểu game vô hải tặc này ấy, thì thực sự thực sự là gần như người ta chỉ chơi meta một loại tướng nhất định thôi. Chứ có khi người ta chơi nhiều tướng đâu. Bạn thích chơi nhiều tướng mà chấp nhận nó yếu. Bạn, chấp nhận yếu, bạn chơi chấp nhận yếu thì bạn chơi được meta nhiều tướng cả bảo bà bà chỉ có chỉ có meta sabo senoku đánh thắng là người khác thì cái câu chuyện này nó rất hoàn toàn sai thực ra mình đã từng cho người xem những cái video dùng cái đội hình như kiểu phun tuyệt chiêu này đội ừ, hình full tuyệt chiêu đội hình kết hợp giữa tuyệt chiêu ma công linh tinh rất nhiều loại đội hình khác nhau vẫn đánh được đội hình này bình thường nhưng tất nhiên thế mà tại sao đội hình này vẫn nổi trội hơn tại đơn giản đội hình kia nó liên quan đến hên su hiệu ứng không may là dính hiệu ứng mà sẽ thua thì là thay vào đội hình mà đánh kiểu hên xui hiệu ứng mới thắng được mỗi đội hình đánh gần như chắc chắn mà cái tỷ lệ thắng gần như chắc chắn ra đòn hết tất cả ấy. thì sao không dùng cái đội hình này ra an toàn mà dùng cái đội hình kia đánh hên xui hiệu ứng làm gì đúng không nhỉ em mình tự cho người xem đội hình năm tuyệt chiêu hồi sinh siêu nhiều đúng không nhỉ đánh cực kỳ nhiều luôn nhưng mà tuy nhiên là đánh hết hên hiệu ứng lắm thì tại sao mình phải chơi đội hình nguy hiểm như thế mà không dùng cái đội hình này cho an toàn đúng không nhỉ thì câu chuyện đây là có rất nhiều đội hình trong game có thể tạo ra sức mạnh lớn được nhưng tuy nhiên là không phải đội hình nào cũng sẽ dùng được không nhỉ mình đã từng cho mọi người xem cái đội hình liên quan dâu trắng nó nó choáng rất là nhiều nó đánh cũng hoàn toàn rất là mạnh đúng không nhỉ nhưng tuy nhiên một điều nó hên xui lắm con dâu trắng không có giới hạn máu nó chết rất là nhanh đúng không nhỉ thành ra nhiều nên vì, 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 vì lý do đó đôi khi nó hên xui quá thì vẫn chưa đội hình này cho an toàn còn nếu bạn nào thực sự bạn nào cứ bảo những kiểu đội hình tay tim của kiểu ma công kiểu sabu kích hoạt ma công cho các tướng ma công khác cho nó có xe đô cu quá là mạnh ấy thì nó mạnh thật thì không ai phủ nhận phủ phủ nhận nhưng tuy nhiên có đội hình khác mạnh tương tự hay không thì vẫn có nhưng tuy nhiên là chơi đội hình nó hên xui quá tội gì phải chơi đúng không nhỉ cứ chơi đội hình này cho an toàn đúng không nhỉ tại đôi khi mà đánh nhau đánh nhau rất nhiều thứ không để suốt ngày chờ vận may được đúng không nhỉ lâu lâu mình đổi gió tí mình chơi đội hình khác thì không sao nhưng mà để chơi cái gì đó lâu dài mà an toàn nhất là đầu tư kiểu cho sức mạnh tướng nó cao nhất đấy thì phải tập trung vào dồn đội hình nó ok nhất chứ tại sao dồn đội hình nó bấp bênh làm gì đúng không nhỉ thành ra đó là lý do vì sao mình bảo các bạn là không phải chỉ mỗi team này là mạnh, có nhiều team khác cũng sẽ mạnh tương tự Nhưng tuy nhiên điều nó về cái mặt uh, độ ổn định của team ấy Độ ổn định của một cái, cái team đánh ấy Thì cái đội hình này nó ổn định hơn Thì cứ dùng đội hình này thôi, tội gì cũng nhỉ thứ hai phải biết một điều cái giá trị lên đội hình này cũng rất là cao bây giờ cứ bảo đội hình này nó mạnh thì mạnh nhưng mà có sao bây giờ mà nó mạnh khi đầy đủ yếu tố của những con này thôi ví dụ bây giờ bạn bảo con lo thôi lấy tiếng danh vọng bảo nó rẻ đi thì không nói đúng nhỉ? nhưng con Rayli đâu phải rẻ không nhỉ Rayli không hề rẻ nhá Sabo liên quan đến phiến đá cũng không hề rẻ và nhanh nhá con Sabo cực kỳ lâu liên quan đến phiến đá liên quan đến cái phiến đá clip không nhỉ cực kỳ lâu Sabo 12 hai phải chuyện đùa đâu còn con Rally thì <laughs> lên Haki cực, cực, cực kỳ tốn và mất vàng khá là nhiều ấy nhỉ. Tất nhiên bạn đầu tư nhiều mình không nói làm gì, đầu tư nhiều cái gì cũng dễ thôi. Nhưng tuy bạn đầu tư ít ít một tí mà lên thử Rayleigh xem. Lên thử Ray đi, lên thử Sabo xem có chật vật hai con này không. Xe đó cu thì ok cũng rẻ một chút đấy nhưng mà xem Haki có nhiều nhé Như kiểu để tiến ra xe cu mất bao nhiêu Haki nhỉ? Bạn thấy là mua nó 100 vàng nhưng mà thấy cái Haki nó cũng không phải ít đâu. Đây nó tận 27 cấp này. 27 cấp Haki thường này Tao rồi cần 30 30 25 cũng đâu có ít đâu không nhỉ? Trông vậy thôi cũng đâu có ít đâu không nhỉ? Khi bạn lên sau hai tướng Rayli Sabo bạn hình như đã cạt quyền tài nguyên đấy thì bạn lên thêm con này cũng đâu phải dễ đâu. Và dù mua nó rẻ thôi mà lên đâu có dễ. Mà cái thứ tự lên để để cho đội hình nó mạnh ấy thì bạn có đâu đâu có lên Senaku đầu tiên được đâu. Senaku lên đầu tiên nó vô cùng yếu, nó thật với bạn vậy. Nó xoáy nhiều mà sát thương có giết được địch đâu. Bây giờ máu địch rất là máu địch rất là cao chỉ có được cái sabo kích lên soạn đam mới đủ to thôi và khi không có sabo kích đam ấy thì đúng là xoáy nhiều lần thật đấy nhưng mà đam rất là bé không nhỉ như vậy thì lên xe đầu tiên không lợi mà đầu tiên bạn lên ở đây là xong thứ năm con này mình đã chia sẻ rồi con lo thì dễ lên nhất nhưng mà con lo nó yếu nói chung trong ba con cốt lõi của đội hình là ba con như kiểu là sabo xe đầu ba con cốt lõi của đội hình này về mặt sát thương ấy mình nói về mặt sát thương nhé thì chắc chắn một điều bạn sẽ lên con Rayleigh đầu tiên đúng không nhỉ lên con Rayleigh đầu tiên xong các bạn đã từ lên tiếp con sabo lên xong rồi sabo ready đi bắt đầu mới nghĩ việc lên xe lao cu nhỉ đây là cái thứ tự để cho bạn tối ưu sát thương nhé mình không nói hiệu ứng của chóng còn lo nhé mình nói về sát thương nhé và như vậy với đội hình kiểu này thì bạn nghĩ <laughs> bạn nghĩ là lên đâu có rẻ đúng không nhỉ? Bạn nói con này nó, nó 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 rẻ nó mạnh thôi nhưng bây giờ bạn thử chơi mình mỗi con Senoku không chơi Sabo xem, đánh đấm xem đánh được ai không, đúng không nhỉ? Tất nhiên nói với bạn ngang tầm sức mạnh và bạn mạnh hơn nhá. bây giờ ông đánh cái bạn bây giờ ông cấp ví dụ mình cấp 183, mình đi bắt nạt ông một cấp 150 chẳng hạn thì không nói làm gì đúng không nhỉ? Nhưng bạn thử đánh những bạn mà nạp cái đầu tầm tiền tương tự bạn hoặc là nạp hơn bạn và đánh thử cái team mà có Sabo không mà không Sabo xem. À có xe có Senoku không, không có Sabo xem, đánh thử xem có thắng được không đúng không nhỉ? bạn mà thắng được mình tin là bạn nạp hơn ta rất nhiều chứ còn nếu bạn đánh bình thường mà thắng thắng được ấy mình không tin điều đó đâu mình nói thẳng không không làm được điều đó đâu đúng không nhỉ bạn làm được bạn chứng minh hộ mình cái đúng không nhỉ chứ còn bây giờ bạn đánh ví dụ bạn phải dùng cái đích vừa vừa tí bạn đánh đúng không nhỉ ví dụ bạn ra một server mới các bạn lên con xe một mình đánh kệ người ta lên raidy thì đánh bạn dùng xe đánh đi thử xem đánh được không đúng không nhỉ chứ còn bây giờ bạn chơi kiểu bạn chơi server cũ bạn quá là mạnh và siêu tốt rồi bạn chơi mình con xe đô đánh một cái ông mà không phải siêu tốt thì thực sự là cái tỷ lệ thắng vẫn cao nó giống như câu chuyện trước mình dùng con latite đánh thử mọi người xem ấy biết con Latite, biết con Lafite rất là yếu nhỉ. Nhưng khi mình dùng cái này đánh một số các bạn top dưới dưới một chút đấy, trong khoảng top 10 mà phía cuối cuối thì ý, mình vẫn thắng bình thường. Nhưng mình đánh siêu tốt vẫn thua thôi, đúng không nhỉ? Đấy là câu chuyện do mình thực lực mình quá là chênh với người ta thì mình chơi một số tướng yếu hơn ấy, mình vẫn thắng được một số bạn yếu hơn, đúng không nhỉ? Nhưng khi mình đánh những bạn ngang tầm hoặc mạnh hơn ấy, vẫn thua bình thường đúng không nhỉ? Đó cái câu chuyện thì khi mình ta test tướng như thế thành ra bây giờ mình nói là cùng một cái cùng một tầm như nhau ấy hai người cùng một chỉ số như nhau ấy nhưng chắc chắn một điểm mà chơi xe seru đánh thường ấy không hề mạnh bằng con rally luôn nhé chứ không cần quan tâm con sabo không nhỉ còn nếu mà nếu bạn chơi sabo kết hợp với seru ấy thì seru hoàn toàn có thể đủ sức quét bay đối thủ không nhỉ đó là do với sự kết hợp phối hợp giữa tướng này với tướng này không nhỉ còn bây giờ bạn chơi không có sự phối hợp tướng mà chơi mình có seru riêng xem liệu một mình có seru giá rẻ có mạnh hay không, không nhỉ và khi mà chơi kết hợp xem thì liệu cái này có team này có gọi là giá rẻ không thì ở sao sao xây đi xe ba con này đủ sức tốn bạn khá là nhiều kinh phí nếu bạn muốn lên nhanh nhé nếu bạn muốn lên nhanh tốn khá nhiều tiền còn nếu bạn lên chậm chậm ấy thì nó mất rất rất nhiều thời gian nhé nên đừng có nói câu chuyện là cái team này nó rẻ nhé không hề rẻ nhé cực kỳ đắt đấy không hề rẻ đâu chẳng qua nó rẻ hơn so với một số con siêu tướng thì đúng rồi nhưng tuy nhiên bạn đang nhìn nhận một số con siêu tướng theo kiểu ở đây là bạn nhìn ví dụ như bạn thấy bạn hay thấy ví dụ bạn mini chơi xanh mà yếu không nhỉ nhưng bạn hiểu nó bạn ấy tích rất nhiều để lên con xanh vì bạn ấy đâu có phải đầu tư quá nhiều đâu thực sự với bạn nhá so với để lên được tầm siêu tốt nhá thì thực sự vài chục triệu không là cái gì đâu vài chục triệu không để nói lên bạn là siêu tốt đâu vài chục triệu bạn chỉ là người chơi bình dân thôi bây giờ bạn hiểu là mỗi tháng bạn nạp mắc cái phản hồi đi không nhỉ? khoảng tầm 3 triệu đi thì bạn nạp nhiều tháng lên chục triệu thôi có gì đâu không nhỉ nhưng đôi mà siêu tốt là những người có thể vượt qua cái giới hạn đó không nhỉ? một người ta mắc từ đầu đến cuối nữa, người ta chơi f một hai người ta chơi thậm chí có thể vượt qua ví dụ một phản hồi 3 triệu người ta nạp tận 5 triệu với 10 triệu không nhỉ? thì bạn đã được cảm giác cái cảm giác như thế chưa không nhỉ? thì ở đấy người ta tầm hoàn toàn hoàn toàn khác nhé còn bây giờ bạn thử cho xanh tóc đỏ cho mình chơi xem. nên giả sử bây giờ giả sử thích mình có xanh tóc đỏ xem nó có yếu hay không đúng nhỉ? Chả qua vì hiện tại ở game tuy mình dừng đầu tư nhưng hiện tại ở game mình vẫn tương đối mạnh đúng nhỉ? Mình chưa yếu đi hoàn toàn đâu. Bây giờ giả sử mình có xanh tóc đỏ mình sẽ cho đội hình xe cho bạn xem liệu có mạnh hay không đúng không nhỉ? Chứ bây giờ mình không có xanh tóc đỏ không test cho người xem được mọi người có thể mọi người không tin nhưng tuy nhiên là xanh tóc đỏ vào tay mình sẽ khác hẳn với việc vào tay người khác đúng không nhỉ? Hay vào những bạn mạnh hơn mình nữa sẽ khác hẳn đúng không nhỉ? thực ra câu chuyện ở đây là xem phối hợp tướng hợp lý hay chưa thôi và bạn đang so bạn với ai thôi và so bạn mini những bạn quá mạnh hơn bạn so bạn siêu tốt nạp hơn bạn rất nhiều ấy kiểu sao bạn ấy đánh thắng được đúng không nhỉ? Nhưng hãy so bạn ngang tầm xem liệu có quá quá yếu không nhỉ? với hai bạn chơi giả sử bây giờ bạn cho con xanh vào ví dụ bạn bỏ con lo đi bạn chơi con xanh vào đi thì đội hình bạn vẫn có đủ sabo senoku rayli really, vẫn đủ đam chủ lực của bạn đúng không nhỉ thêm con xanh bút hiệu ứng thôi kiểu kiểu như vậy thì vẫn là khá là mạnh đúng không đâu có yếu nhỉ chẳng qua đôi khi có thể người ta không chơi senoku thì đam hơi thọt tí chả sao nhưng mà nói chung đấy vấn đề do bạn dựa chọn tướng thôi chứ không có vấn đề gì đâu còn nói chung mình nói thẳng cái team Sabo JD Senoku không hề rẻ nhá. Nó vô cùng đắt đấy. Nhưng mà nếu bạn nào không, không chấp nhận đắt thì vô cùng lâu. Ít nhất team này nó còn khả năng lên được nhỉ. Bạn nào chơi free kiên trì còn lên được cái team này. Thành ra nói chung là team này nó hợp lý cho cả người nghèo và người giàu nhỉ. Ông nào giàu cũng chơi trước, ông nào nghèo cũng chơi sau cũng nhỉ. làm qua là nói chung về sau miễn sao cả tất cả con tướng này hai bên đều lên được. Còn những con siêu tướng thì nói thật là điều người nghèo chơi chắc phải mấy năm may ra mới lên được con siêu tướng ấy. Tại vì con siêu tướng nói thật với bạn nó liên quan rất nhiều với đề nạp thẻ nhanh bạn chơi free thực sự một ngày bạn kiếm được bao nhiêu xu đúng không nhỉ thứ hai các nguyên liệu khác để lên ghép cái lệnh truy nã ăn bạn lâu có thể kiếm nhanh đúng không nhỉ bạn sẽ kiếm được nhưng mà sẽ rất là lâu thì bây giờ bạn lên cái team này chả nhanh hơn nhanh hơn hiệu quả hơn tại sao cấm người ta chơi đúng không nhỉ tại y chơi team này làm gì đúng không nhỉ nên nên giữ một cái team như thế này để chơi trải nghiệm game mọi người được nha ná nhau một chút đúng không nhỉ còn bây giờ bạn cứ bảo tại sao cứ chơi được ai cũng chơi đội hình như thế này rất là chán này tại sao không chơi đồ hình khác đi đúng không nhỉ bây giờ ông nào cũng thích chơi đội hình an toàn thì bây giờ bảo sao nó chán bây giờ có rất nhiều đội hình có thể đánh được đội hình này nhưng bạn có dám chơi hay không đúng không nhỉ bạn có dám chơi hay không bạn có dám chơi kiểu hên xui thắng hay không đúng không nhỉ hay bạn thích cái team này cho chắc chắn 100%, 100 giết được địch đúng không nhỉ Để đôi khi là do bạn không dám đổi mới team thôi chứ có phải đâu phải đội hình nó quá mạnh đâu mình thì thường mình chỉ một số đợt mình kiểu mình bận mới để đội hình này hay nó đợt đánh giải tố quan trọng như ở công hội chiến thứ tinh tinh mới để đội hình này chứ còn các đợt bình thường mình hay để một số đội hình dị dị một tí tại vì mình chơi vẫn vui mà mình chỉ thua một hai bạn mình hay thua thôi còn đa phần số đông mình vẫn thắng mà có sao đâu đúng nhỉ thế là do bạn có thích đổi mới đội hình tướng hay không thôi bây giờ bạn thích đội hình nó vừa rẻ này nó vừa bền này thì tất nhiên mọi người sẽ ưu tiên đội hình này hơn đúng nhỉ rẻ so với nó là cái hiệu năng trên giá thành nó ok thì tội gì người ta không chơi đội hình này bây giờ bạn muốn đội hình nó mới lạ hơn thì bạn phải dám liều chứ nhỉ bạn chấp nhận chịu hên xui thắng một chút Tại rất nhiều đội hình vẫn thắng được đội hình này nhưng mà hên xui một tí thôi. Thì bạn có dám chơi hay không thôi đúng không nhỉ? Chứ bây giờ bạn không dám chơi và cái bảo đội hình nữa ấy. Tại sao bạn không phải người đi đầu đổi hình đổi, đội hình mới đi? Hay người ta hay bảo người ta hay bảo anh em cứ bắt trước mình hay bắt trước một số bạn F1 đúng không nhỉ? Thì tại sao dùng từ bắt trước? dùng từ học hỏi đi. Bây giờ bạn không muốn mang cái tiếng bắt trước thì bạn thử tạo một đội hình mới đi. Bây giờ ông nào cũng chờ như kiểu người ta làm xong bắt bắt trước theo đúng không nhỉ? Tao tự, tự nhận mình là bắt trước. Trong khi rõ ràng bạn cũng có, thể có quyền tự nghiên cứu mà đúng không nhỉ? Thì tại sao bạn không tự nghiên cứu một đội hình mới đi? bạn cứ đi treo treo những đội hình mà số đông chơi làm gì xong lại bỏng kiểu meta nó chán đúng không nhỉ? Bạn thử đổi mới đội hình đi. Với lượng tướng của game kiểu như này tặc hiện tại mình khẳng định bạn vẫn có thể tạo những đội hình mới để dùng được nhá. Còn siêu tướng nói thật với bạn là mình không có điều kiện lên siêu tướng thôi. Bây giờ bạn nào tài trợ cho mình tiền lên siêu tướng này, mình sẽ lên cho mọi người xem những đội hình nó mới lạ hơn rất nhiều. Bây giờ mình không có tiền lên siêu tướng mình chỉ test cho bạn những đội hình bình dân thôi. không phải bình dân lắm nhưng mà trong cái mức độ có thể bình dân lên được đúng không nhỉ? mình test một người như thế do tướng mình chỉ có như thế. Thì bây giờ mình thử chỉ cho mình với con siêu tướng mình test người xem xem siêu tướng có phế hay không, đúng không nhỉ thì bây giờ thực sự mình không có tướng mình sao mình thử cho bạn xem được tại vì đôi khi cái đánh này phải đánh thử rất nhiều lần thua thì mới rút ra được kinh nghiệm nhỉ ngày xưa dùng mình mới dùng senoku đâu có mạnh đâu về sau bắt đầu về sau sửa rất nhiều lần bắt đầu mới mạnh lên rồi chứ đúng không nhỉ sau rồi sau mới nó mạnh lên bắt đầu người ta thấy mạnh lên người ta học hỏi người ta chơi theo cũng chả vấn đề gì cả đúng không nhỉ thế đơn giản bây giờ người ta chưa lên kịp người ta đắn đo lên tướng và biết một người đầu tư ít người ta sẽ đắn đo rất nhiều lên tướng nào đúng không nhỉ người ta không như những người đầu tư nhiều đâu đầu tư nhiều người ta lên bao nhiêu tướng chả ảnh hưởng gì mấy nhưng người ta chơi đầu tư ít ấy người ta lên sai một tướng để đánh đổi rất nhiều thời gian và tiền bạc đúng không nhỉ? người ta phải xem xét được, trong những con tướng đang chuẩn bị lên con nào ngon hơn con nào để người ta quyết định lên tướng người ta người ta khó quyết định hơn mình còn mình đây chơi theo kiểu lên một loạt tướng thì mình giờ quyết định rất là nhanh con này đánh không mạnh mình vứt con khác vào đúng không nhỉ? thay thế ninh tinh thì mình sẽ test đội hình thực tế thì như thế mình rút ra được con nào mạnh hơn con nào thì mình chơi xe đô sớm chuyện bình thường thế do là mình có lợi thế nhiều tướng thôi nhưng cái sự đánh đổi mình khi mình nhiều tướng đấy là mỗi tướng mình không quá mạnh đúng không nhỉ? là so cùng với mức độ cùng một lượng đầu tư như nhau ấy thì mình không mạnh. Còn tất nhiên là so với lượng đầu tư của mình nó lớn so với một bạn đầu tư ít ấy, thì mình vẫn sẽ mạnh thôi. Nhưng tuy nhiên là so với người đầu tư ngang tầm hoặc đầu tư hơn ấy thì chắc chắn một điều mình sẽ thua kém rất nhiều. Tại mình lên quá nhiều tướng đúng không nhỉ? Mình lên quá nhiều tướng mình nâng quá nhiều thứ không cần thiết đúng không nhỉ? Nhưng tuy nhiên để test cho vui thì ta phải cần phải nâng hết bạn không thể test con Sedoku khi bạn không nâng ảo mật lên 10 được đúng không nhỉ? Bạn phải nâng ảo mật lên 10 thì mới test được chứ, đúng không nhỉ? Như giả sử bây giờ bạn chơi Sedoku nâng lên 10 thì không phí. Nhưng giả sử bây giờ bạn nâng lên 10 xong mà không chơi Sedoku ấy nó lại rất là phí đúng không nhỉ? Câu chuyện là phải test rất nhiều. Thật ra nói chung đấy, thì nói chung đội hình này nó đâu có rẻ đâu nó vô cùng đắt và nó thực sự nó lên là cả một quá trình rất là dài không nhỉ và nó có sự ổn định người ta chơi ổn định thôi và nếu là bạn thích chơi mạo hiểm bạn có thể chơi rất nhiều đội hình khác được bạn có thể tham khảo trên số đội hình mình từng chơi hoặc nếu không thì bạn thích uh, kiểu không muốn người ta bắt bảo bạn bắt trước ấy bạn cứ nghĩ một đội hình dị dị đi vì các tướng bây giờ xuất hiện rất nhiều đội hình hay không nhỉ còn nói chung là bạn nào chơi siêu tướng nó yếu thì do bạn chưa có siêu tướng thôi và thứ hai bạn đang lấy một nick có siêu tướng so với một nick quá là mạnh hơn so với một nick có siêu tướng đó nhỉ tại đôi khi siêu tướng nó có sớm là do người ta tích nhiều chứ không phải nghĩa là người ta nạp nhiều nhỉ người ta nào có thể cũng nhiều nhưng nhiều so với bạn thôi còn so với những bạn siêu tốt thì rất là ít so với bạn siêu tốt nhé thế ra người ta thua là chuyện đương nhiên nhưng quan trọng là không nghĩa là siêu tướng nó yếu bạn chưa lên siêu tướng bạn nói như vậy thôi mà khi bạn lên được rồi có thể câu chuyện bạn lại khác đấy thì nói chung là mình rất là muốn để siêu tưới mọi người xem nhưng mà do như mình ngừng đầu tư rồi thì cũng hơi khó. Mình ngừng đầu tư rồi bây giờ mình quay dạng sáng quà online hàng ngày mình chưa ăn này đúng không nhỉ? Cái thứ hai nhé, giả sử bây giờ mình cho người xem một minh chứng nhé. Ví dụ đây còn 3 ngày nữa kết thúc không nhỉ? Như vậy tức là nó diễn ra khoảng tầm 2 ngày rồi mà mình chưa ăn một cái chưa ăn một cái quà nào trong này vẫn chưa lĩnh phát nào nhé mà cái quà này chưa lĩnh phát nào tức là giả sử nếu giả sử mình ăn cái ví dụ mình ăn cái lễ bao này đều luôn mình ăn cái quà này đều nhé thì ít nhất ngày hôm nay Mình phải nạp vào đây khoảng tầm 40 k đúng không nhỉ bốn 000 mươi vàng đúng không nhỉ nhưng mà tuy nhiên ở đây mình chưa lĩnh một mốc quà nào mình chưa lĩnh một mốc quà nào tức là mình thể hiện một điều đây là mình đâu có ăn phản hồi đâu tất nhiên sẽ có đợt mình sẽ ăn đúng không nhỉ đợt nào thấy cần mình sẽ ăn nhưng mà ăn nhẹ nhẹ thôi nhưng mà đợt này mình thấy không cần thiết lắm mình không ăn cái gì mình đang gửi chống này không ăn một chút gì luôn này đúng không nhỉ tại vì đơn giản đấy mình đâu có đầu tư nữa đâu thì sao mình lên siêu tướng chứ còn nếu mình đầu tư vào mình lên siêu tướng cho bạn xem thì bạn thấy một điều siêu tướng nó vẫn rất là mạnh nó không yếu đâu đúng nhỉ chẳng qua mình không lên được thôi vì nói chung là nó, tương lai sẽ lên được nhưng tuy nhiên là lâu lắm nó lâu lắm nhưng nên xảy ra với chung một chia sẻ với người một chút như vậy nhưng mà tôi khi bạn đừng có đánh giá người ta cái gì nó quá đáng nhỉ tôi khi số bạn hay dùng cái từ bắt trước, mình ghét từ bắt trước cực kỳ luôn nhá dùng từ học hỏi thôi cũng như việc bạn bảo người ta nạp tiền nghe rất là tiêu cực cũng nhỉ nhưng khi bảo người ta đầu tư nghe rõ ràng tích cực hơn rất nhiều thì các chung là cùng là người cùng là người chơi với nhau ấy thay vì xây dựng một cộng đồng toàn cãi lộn nhau hãy xây dựng cộng đồng kiểu nó văn minh hơn tí nhỉ rồi à, ta nói chuyện với nhau sau hợp lý hơn tí đừng có thấy người ta mạnh mạnh hơn mình tí là đi tị này bây giờ nhiều khi những ông chê xe nó cu mạnh những ông không đi xe nó cu Đúng không nhỉ? Hàng <laughs> ông không lên xe đo cu trên nó mạnh thôi. Hầu như ông ông nào mà ông nào lên xe đo cu một có điều kiện đầu tư nhiều mà để chế ra xe cu mạnh quá. Ấy. Vứt xe đo cu đi, chơi con tướng khác thử xem bạn đầu tư nhiều có chết ai đâu không nhỉ? Chơi thử con tướng khác đi. Chứ bây giờ ông nào cứ ông nào thích sự ổn định cũng thích chơi này cho an toàn. Sao lại cứ bảo đội hình nó nó nhàm chán không nhỉ? Bạn có dám đổi đội hình mới đâu? Bạn đổi đội hình mới thử xem có chán hay không không nhỉ? Bình từ ngày mình ra game bây giờ mình đổi rất nhiều đội hình đấy. Mà xem cái series của mình mà thấy rất nhiều đội hình khác nhau không nhỉ? là do bạn có chịu đổi hay không thôi. À một số bạn nói chung là vấn đề 3 sẽ nói thêm vấn đề nữa ở đây trong vấn đề 2 sẽ chốt lại như vậy nhé Là đội hình này nó nó thực sự nó mạnh ở đây đơn giản do là con Seroku hiệu ứng miễn dịch tốt. Cái thứ hai là đây là sát thương nó xoáy nhiều. Thứ ba do Sabo nó kích hoạt lên. Cái thứ tư ở là đây là do là cái đội hình nó mạnh do là cả quá trình sự kết hợp các tướng với nhau chứ một mình Seroku không hề mạnh nhá. Thứ hai đội hình này cũng không hề rẻ đâu nhỉ. Thành ra nói chung đừng cứ chơi đội hình này quá nhiều. Bây giờ cứ chơi đi, bây giờ sở sử Seroku bị phích yếu đi xem đúng không nhỉ. Nó lại kêu giờ bây giờ biết chơi tướng gì bây giờ đúng nhỉ tại vì lúc đấy lại kêu lên bây giờ nó yếu quá giờ chơi làm sao hay em mới lên đội hình nhỉ? em mới lên xe đô cu xong bây giờ nhà hành fix rồi biết làm sao lại kêu ầm lên đúng không nhỉ đấy nói chung là nên để người ta có gì đó người ta trải nghiệm cũng nhỉ chứ còn đừng có nên uh, đi ý kiến nhiều sau lại fix đi fix lại nó mệt lắm còn giờ mình không ngại vấn đề fix đâu đầu tư mình chả đầu tư nữa tức là mình sẽ yếu đi thì mình không quan trọng vấn đề mạnh yếu cái này đâu xe cũ yếu đi mình dùng con khác ngay chả vấn đề gì cả đúng không nhỉ nhưng tuy nhiên là nói về mặt số đông mọi người ấy, cho mọi người trải nghiệm một tí đi bạn lên được đội hình sabo ready xe sớm rồi bạn đầu tư nhiều hơn người ta bạn lên sớm ấy thì bạn đừng có đứng phải để người khác lên hưởng cùng ấy nhé đúng không nhỉ bây giờ bạn cứ chê đi giờ người ta không lên nữa thì người ta lên xong bây giờ không được dùng nữa thì sao không nhỉ vì bị nép con xe lại rất là phí đúng không nhỉ còn nói chung còn nói chung là đội hình nó vô vô cùng nhiều lắm không có vấn đề để lo có vấn đề để đội hình đâu chủ yếu có tướng mà lên hay không thôi đúng không nhỉ đây chốt lại vấn đề hai như thế nhé chốt lại vấn đề hai thế nhé sao vấn đề 3, mình thấy một số bạn bảo rảnh rỗi mình ngồi rảnh rỗi mình test được nhiều mình đầu tư nhiều linh tinh thì nói chung câu chuyện này cũng phải cho mọi người xem biết một chút là mình cũng không hề rảnh như mọi người nghĩ đâu đúng không nhỉ đôi khi bạn để ý một điều là mình quay mình sẽ quay một, ngày ấy, một ngày một ngày rảnh của mình, mình sẽ quay một loạt video trước cho cả tuần đúng không nhỉ chứ không phải mình quay hàng ngày đâu có những cái video quay hàng ngày có những video mình quay trước cả tuần tại vì bạn đâu có hiểu công việc người ta đâu đúng không nhỉ bạn cứ nghĩ ai cũng rảnh như bạn và thấy người ta nhiệt tình với bạn bạn nghĩ người ta rảnh đúng không nhỉ tại vì đơn giản nhiều khi mình nhiệt tình với bạn livestream sáu bảy tiếng ấy thì thì bạn là sau khi mình livestream xong mình đi làm sắp mặt đúng không nhỉ Tại vì câu chuyện mình ở đây là mình làm theo kiểu ở đây bạn hiểu lắm nào Hiện tại mình ở trên Hà Nội đây mình nói thẳng một số bạn rồi đấy Mình đi làm để trả nợ Đồng đội lừa mình và mình chấp nhận một điều là thôi mình mất tiền ngu nhỉ Mất tiền ngu bị lừa mất tiền Thì giờ mình có trách nhiệm đi làm để trả cái số nợ mình đã bị gây ra cho quá trình mình tin tưởng người khác quá đúng nhỉ? Thì mình mất tiền mình chịu thôi Và mình thừa nhận đó là sự làm việc làm ngu nhỉ? Để người khác lừa mất tiền là điều đó rất là ngu Nhưng tuy nhiên ta phải chấp nhận một điều ta ngu như thế và thì khắc phục lại cái lỗi lầm của mình không nhỉ? Thì mình lên mình làm lại thôi và mình cũng chia sẻ thẳng một điều mình cũng nói với chỗ làng của mình như này nó không phải chỗ làm tốt nhất mình có những công việc khác tốt hơn nhưng vì mình nợ chỗ đó tiền thì ra mình đi trách nhiệm mà đầu tiên là đầu tiên mình lấy cái công sức của mình ra để bù đắp lại giống như kiểu phần trả lãi người ta chúng ta sẽ đi làm sao, sao có trách nhiệm một chút người ta giữ làm sao trách nhiệm tốt nhất làm sao nhiệt tình nhất để làm sao trả xong số nợ đó cũng như là có thể lâu dài có thể làm lâu hơn hoặc không thì trả xong nợ đi làm chỗ khác kiểu kiểu như vậy như vậy khá mình có những công việc tốt hơn công việc mình đang làm nhưng khi mình phải chấp nhận một điều đi làm công việc này vì đơn giản mình nợ chỗ này vậy hiểu nó ra như vậy không thế bây giờ vấn đề sau đó mình đi làm trả nợ bây giờ công việc mình rất là lung tung công việc mình không phải như các bạn làm từ kiểu mấy giờ nhưng không như một số bạn làm công sở làm từ 7 8 giờ sáng đến khoảng từ trưa nghỉ đâu hay làm từ chiều đến tối là nghỉ về đâu công việc mình làm rất lung tung giờ có ngày mình làm từ 5 giờ sáng có ngày mình làm từ 7 giờ sáng ngày mình làm từ 9 giờ sáng ngày làm 2 giờ chiều ngày làm từ 1 2 giờ sáng dạng sáng cái công việc mình làm rất lung tung giờ này ra mình làm theo kiểu khoan khoán thế bây giờ mình bảo vấn điều công không cần biết mình làm bao nhiêu tiếng nhỉ miễn làm sao kiểu là hàng ngày hôm nay thì ngày hôm sau mình làm xong là được sáng ngày hôm sau mình đã hoàn thành xong là được tức là mình làm theo kiểu làm quá mình làm sản xuất nhé mình là hai hai nguồn việc nguồn đầu tiên là nguồn là sản xuất là mình sẽ làm ở dưới xưởng mình giải quyết vấn đề là sản xuất hàng hóa mình sản xuất sao cho xong hàng là được, đúng nhỉ còn mình có thể làm lúc đấy là lúc sáng sáng lúc tối lúc sáng trưa chiều tối thì mình làm lúc nào cũng được miễn sao mình hoàn thành xong hàng để kịp gửi đi cho đúng ngày là được đúng không nhỉ cái thứ hai công việc thứ hai là online mình quản lý một lượng khách hàng khá là lớn online tất nhiên là mình sẽ quản lý những cái bạn nào bạn nào học sinh sẽ biết đến mình qua số trang nhóm nhỉ mình đang quản lý rất nhiều với nhóm mấy trăm nghìn người thậm chí cả triệu người và không nó không hưu hát như cái nhóm youtube này đâu và xem kênh youtube có khoảng tầm ba nghìn người đăng ký hay là những cái nhóm game có khoảng một hai trăm người thế do đó có cái mình tự làm thôi cái mình tự làm thì hệ thống mình tự làm lấy mình tranh thủ mình làm ấy thì nó không phải phát triển lắm nhưng mà cái hệ thống chính mà mình kiếm tiền cho chỗ mình đang làm ấy thì nó rất là lớn nó vô cùng lớn thế ra chung nó không hề bé như các bạn nghĩ đâu nó đủ sức cho mình lên nút bạc youtube ngay nếu như mình, mình dùng hệ thống đó đấy nhưng mà tuy nhiên một điều mình nghĩ đơn, đơn giản thôi mình là người làm game mà cái kia là làm giáo dục xem mà tờ đó mình không nên đem game cho giáo dục nó rất là phiền đúng không nhỉ? là ai thực sự quý mình người ta sẽ xem mình chứ mình không lấy cái đấy gạ gẫm vào trong cái nhóm nhóm học tập kia. Thì ra mình cho kênh phát triển rất là sức tự nhiên đấy. Chứ còn nếu mình phát triển kiểu ồ ạt mình chỉ đơn giản này này, mình làm cái mini game mình bảo người ta đăng ký kênh của mình, sau đó mình sẽ tặng người ta cái quà ở đó liên quan học tập ấy thì mình lên rất là nhanh. Nhưng nhiên làm kiểu đấy người ta vào đấy chỉ vì cái quà ấy thôi, người ta đâu về đâu phải vì người ta muốn xem mình đâu đúng không nhỉ? Thì ra mình không làm điều đó. À, mình cứ làm bình thường thôi đó là lý do vì sao mình phát triển nó hơi chậm một tí đó là do cái mình là tranh thủ thời gian rảnh mình làm chứ không phải mình làm toàn lực vì nó không nhỉ mình toàn lực mình là làm cho công việc chính của mình để mình kiếm tiền và trả nợ đây là vấn đề thẳng mình nói cho bạn vậy nên thành ra có những ngày mình làm việc tận 10 12 tiếng, thậm chí có ngày làm tận 18 19 tiếng, có những ngày ngủ 2 3 tiếng thôi mà, đúng không nhỉ? Thế ra nói chung là công việc mình rất là bận nên bạn đừng nghĩ mình rảnh nhé. Đôi khi mình cố gắng mình hoàn thành cho tốt công việc của mình là công việc bên mình đang công việc chính của mình là công việc ra thu nhập chính cũng như trả nợ chính của mình. Thứ hai công việc mình yêu thích là công việc liên quan đến YouTube đi chia sẻ mọi người kiến thức nhỉ. Mình làm hai cái đó song song với nhau. Thế ra mình cố gắng làm tốt cả hai thứ. Đôi khi mình làm tốt hai thứ quá mà người nghĩ mình rảnh đúng không nhỉ? Chứ đôi khi bạn có hiểu đâu, livestream xong đi làm bù sấp mặt. Ừ, những bạn nào chơi game của mình sẽ hiểu đôi khi mình luôn luôn phải quay video tầm dạng sáng tầm lúc mới sắp xong việc thì mình làm rất là bận mà và đôi khi mình ngủ ngay đơn giản vì mình làm suốt cả đêm rồi mình phải ngủ ngay để bù sức thôi đúng không nhỉ nên đôi khi câu chuyện như thế đôi khi bạn không làm và không hiểu và hay nghĩ người ta rảnh đúng không nhỉ và đôi khi bạn kiểu bạn lười suy nghĩ bạn không chịu bỏ thời gian đang nghiên cứu trận hình nên bạn cứ đi chê thằng này nó rảnh quá suốt ngày đi test trận hình này nó có thời gian cả tiếng nó chơi đúng không nhỉ đôi khi bạn hiểu ra để có những cái tiếng đó phải làm cật lực đúng không nhỉ Tại vì không ai thuê bạn khi bạn không làm cả đúng không nhỉ? Khi mình vừa quay được YouTube mà mình vừa làm được công việc kia mà không bị đuổi việc ấy, thì các bạn hiểu lúc nào là mình phải làm xuất sắc như thế nào người ta mới giữ mình chứ nhỉ? Và tất nhiên là một số công việc có thể đặc thù công việc không được tốt cho lắm. Nhưng tuy nhiên là điều thôi mình vất vả mình phải chấp nhận thôi. Ai cũng thích những công việc nhàn nhã nhưng mà tuy nhiên là một số lỗi lầm do mình gây ra thì mình phải bỏ công sức ra để bù đắp cái lỗi lầm đó không nhỉ. Mình không may là mất tiền thì mình phải tìm cách mình bù lại tiền nhé Thế bây giờ chẳng lẽ bây giờ mình mất tiền mình bỏ bỏ rơi đấy mình làm việc khác ngon hơn à? Thôi mình bỏ mặc cái chỗ mình làm mất tiền mình không trả sao? không 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 thể chơi như vậy được không nhỉ? Người ta có thể phũ phàng với mình nhưng mình không được phép phũ phàng người khác. Mình có trách nhiệm để hoàn trả cái số tiền mình đã làm mất. Không nhỉ? Đó là lý do vì sao mình làm rất cật lực mình làm với niềm tin rất lớn rằng một ngày nào đó mình sẽ trả sắp nợ rồi một ngày nào đó có thể kênh mình sẽ phát triển mình làm với tinh thần như thế để ra bạn nào ủng hộ mình có thể like đăng ký kênh ủng hộ cho mình cũng như donate cho mình có thêm kinh phí làm kênh nhỉ chứ mà bây giờ thực sự điều là một số ông thì nói chung thực sự người ta đã ghét thì người ta nói cái gì nói cái gì người ta sẽ chê thôi nhưng đôi khi mình nói và người chia sẻ Một người chút như vậy mọi người hiểu hơn đúng nhỉ là cái câu chuyện nó hoàn toàn khác người ta chăm chỉ tí để bảo người ta rảnh <laughs> cái câu chuyện cái từ chăm chỉ từ rảnh hai câu chuyện hai từ nghĩ nó khác nhau hoàn toàn nhỉ hay người ta chịu khó người ta từ chịu khó nghiên cứu đào game một chút người ta chịu khó tư duy người ta đánh test thử cho bạn một tí thì bạn này cái thằng này không biết gì cái, cái nghịch với vẩn đúng không nhỉ trong khi rõ ràng thằng nghịch với vẩn đang tạo ra bạn tiết kiệm rất nhiều tiền cho bạn cái việc mình làm series tiêu điểm tướng mình tin rằng một điều có thể có tướng đó mình đánh giá không chính xác hoàn toàn nhưng mình sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền cho bạn trước khi, khi bạn lên tướng nhỉ khi bạn xem một tướng mình chơi bạn thấy cảm giác hiệu quả bạn bạn, 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 bạn áp dụng nó bạn áp dụng nó bạn học hỏi bạn áp dụng nó thì tiết kiệm bạn rất nhiều tiền test tướng nhỉ thì mình nghĩ đó là điểm tích cực của kênh chứ không phải cái gì đó quá là xấu mà đôi khi mọi người cứ hay bảo kiểu cứ vào hùa theo mình có cái bảo theo kiểu là mình nói cái gì lấy cái câu nói mình ra để, để áp đặt cho người khác đó không đấy mình chỉ cho mọi người tham khảo những gì mình biết thôi nhỉ mình trải nghiệm thấy nó như là mình nói như vậy có thể đôi khi ngày hôm đấy mình nói như vậy là đúng nhưng mà sau game update thêm nó lại thành sai nhỉ thì bạn phải xác định rõ một điều ở đây nó game và game online nhỉ bạn phải xem cái video nó quay ngày nào đăng ngày nào nhỉ đôi khi mình hiểu là có những video mình quay trước uh, bây giờ tận tận bây giờ nhá cũng còn những video mình quay đến những level rất là thấp mình chưa public cho người xem không nhỉ tại vì đôi khi không phải video nào cũng cho người xem luôn đâu có những video để ý vấn đề level ở tướng ấy có những video giờ mình đang quay cấp 183 trăm tám nhưng video khác mình quay cấp ra một trăm bốn nhỉ tại vì mình quay trước rất là lâu rồi nên bạn phải hiểu rõ mình có những thứ mình đã làm từ rất là lâu rồi chẳng qua mình chưa đăng người xem thôi đúng không nhỉ thành ra mình sắp, sắp, sắp xếp nội dung ra hàng ngày đều có nội dung và nó có sự khác biệt một chút cái gì quan trọng mình cho đăng trước cái gì không quan trọng lắm đăng sau một tí đúng không nhỉ đây thành ra nó vấn đề vì sao bạn phải quan trọng một phải quan sát một tí chứ không để nói cái gì kiểu nói kiểu đôi khi người ta làm từ bao lâu rồi có những thứ người ta nói lúc đấy rất là đúng ngày xưa mình mới lên con xe cu nói thẳng các bạn điểm mình test cho bạn xem thực tế nhé Seroku vô cùng yếu này. đánh các bạn ngang tầm bình ngày đấy nhá đánh vô cùng yếu luôn nhưng về sau cũng là cũng cũng là mình nói nhỉ mình đã bảo bảo cu rất là mạnh khi mình có con Sabo vào đúng không nhỉ khi mà có Sabo vào đó lý do vấn đề ở đây game online nó thay đổi theo từng ngày thay đổi theo từng bản update nhỉ thì phải cập nhật thông tin phải theo dõi kênh thường xuyên để xem mình thay đổi như thế nào nhỉ chứ đôi khi bạn xem mỗi một video đánh giá cả quá trình người ta chơi ý, thì nó gì đó rất là phiến diện không nhỉ Còn nói chung đấy thì giữ chung một chút lại cái video này nói một điều đó là nói một hồi một hồi thì cũng nói vậy thôi. Nói chung là game thì nói chung là game game online và đã chơi buổi tạc sẽ hiểu rõ rồi. Đa phần game không có mấy tướng chơi đi chơi lại ấy mà Bạn nào không thích thì gì đừng có chơi game nữa. Tại vì bạn thể ở mặt bằng chung tất cả game hải tạc hiện tại ấy, game nào cũng thế thôi. Hiện tại kiếm hải tạc là game phối hợp được nhiều tướng nhất đấy. Chứ còn các game khác đa phần chỉ một hai tướng thôi. Đúng nhỉ? Chơi đi chơi lại thôi. Bạn thử xem lại năm sáu tám nha mỗi lần update thì người thay hết sang tướng mới đúng không nhỉ hay là bên các game như kiểu liên minh hải tặc này hay là buổi tặc online này hay là hay là đại chiến wano linh tinh này các game hầu như đều cố định một số tướng nhất định thôi và người ta sẽ chơi một số tướng nhất định con nào mạnh so với bản phiên bản game nào người ta chơi con đó nhiều đúng không nhỉ người ta chơi những con nào liên quan sát thương thôi một chân lý bất hủ của game này là không phải cứ con nào bạn thích trong chuyện nào nó mạnh trong ngoài đời đúng không nhỉ tiêu biểu con luffy Luffy nhân vật chính trong game nhưng trong à, trong chuyện nhưng mà trong game vô cùng yếu đúng không nhỉ. Thấy ra là không phải con gì các bạn cứ thấy thích là nó sẽ mạnh đâu đúng không nhỉ. Và con nào mà xem từng từng con tướng một, con nào mạnh thì bạn chơi thôi. Đúng không và con nào phối hợp với nhau nó mạnh thì bạn chơi thôi. Chứ không không phải cái kiểu bạn thích là bạn muốn chơi nó là được thôi. Bạn có thể chơi theo ý thích của bạn nhưng mà chấp nhận điều sẽ yếu nhỉ. Chơi theo ý thích của bạn có thể đúng nhưng mà trọng nó sẽ yếu. Và chấp nhận điều là bây giờ bạn muốn yếu mà chơi theo sở thích. Hay là muốn mạnh mà chơi khác sở thích một chút nhưng Bây giờ ông nào thích lên tốt thì tất nhiên là phải chơi đội hình nó mạnh mạnh tí rồi. Và ông nào không quan tâm tốt lắm cứ chơi thoải mái đội hình đi đúng không nhỉ bây giờ bạn không phải là tốt ấy tại sao phải bắt chước người ta chơi những đội hình giống tốt làm gì không nhỉ bạn không phải tốt bạn thích cái tướng nào bạn chơi tướng đó đi bây giờ bạn khi bạn đã chơi giống một loại tướng rồi bạn muốn lên top ấy thì phải có những con tướng cố định cho bạn đầu tư dồn tướng nhé, tại vì không phải chơi xe cu không là mạnh đâu, muốn xe cu mạnh phải dồn xe la cu đam to to một tí thì sabo kích lên mới thể cực to. bây giờ bạn thử bỏ cái ma khí không cho xe cu dùng ma khí nha, xe cu của tướng ma công mà thử vứt cái ma khí ra xem đánh sabo kích xem đang có đủ đủ to hay không đúng không nhỉ? và vứt luôn cái ma khí cho mình đi, và đánh thử xem có mạnh hay không nhỉ? đôi khi ngoài vấn đề lên được tướng xong rồi lên đồ linh tinh đấy chứ, không nhỉ? Chẳng qua là tướng sẽ ưu thế hơn, đầu tiên là ưu tiên số một lên tướng, thứ hai là lên đồ, không nhỉ? thành ra nói chung là như thế này ra nói chung là một số bạn cứ hay ý kiến vậy thôi. Lúc nó fix xem giả khóc cả lũ nhỉ. Nên mình chia sẻ một điều như vậy nhé. Đừng cãi nhau về mấy con tướng nhỉ. Có thì chơi, không có thì thôi. Không có gì đâu đúng không nhỉ. Hoặc là nó fix thì kệ thôi. Mình thay đổi theo meta của game nhé không nhỉ. Còn nói chung trong video này đấy thì nói chung chia sẻ người chút quan điểm cá nhân của mình thôi. Nó có thể đúng có thể sai, có thể đồng tình không đồng tình. Có thể cho mình biết ý kiến của bạn. Nhỉ? Nhưng mà hãy cho mình biết ý kiến bạn dưới phần comment theo kiểu là văn minh nhất đúng không nhỉ. Hãy chia sẻ nhau góp ý nhau một cách chân thành nhất. Chứ phải lên chửi nhau nhỉ. Hay lên là chửi nhau thế này thế kia ấy. Để những cái comment chửi thì sẽ xóa ngay lập tức. Còn những comment nào ăn chất là tích cực. Nhưng là cái kiểu con mình kiểu văn minh mà cơ bản là nó kiểu nó có thể là phản bác ý kiến của mình nhưng mà văn minh mình vẫn giữ lại bình thường đúng nhỉ. Thì ra nói chung không phải vấn đề ngại nhé. Không phải cứ lên kênh mình phải nói tốt cho mình đúng nhỉ. Nhưng quan trọng là chia sẻ nhau sau tích cực tí. Mình rất ghét các bạn nào nói tục chỉ bậy hoặc nói cộc lốc mấy câu chửi tục mà cực kỳ ghét luôn. Đó là chia sẻ mình thôi. Còn bây giờ sẽ kết thúc video ở đây nhé. Nếu mà thấy video này hữu ích cho bạn đừng quên là like và đăng ký kênh hộ cho mình nhé. Và nói chung đừng quên donate cho mình nhé. Vì ra mình lên được tướng hay không do bạn donate nhiều hay không thôi. Và donate nhiều mình sẵn sàng chi phần donate đó ra để lên tướng cho người xem tiếp. Còn nếu bạn donate ít thì mình chỉ có thể lấy chút đó để duy trì kênh thôi đúng nhỉ? À, nói chung bây giờ xin chào hẹn gặp lại các bạn các video sau nhé. Xin chào các bạn nhé.